Ukraine liên tiếp đẩy lùi Nga ở Bakhmut, nổ siêu mạnh dung chuyển Melitopol. Nga khóa chặt quân Ukraine, chặn con đường cuối cùng vào Bakhmut. Xe tăng Nga lao thẳng vào đại bản doanh của lính Ukraine ở Bakhmut, khi ép cho nổ cả tòa nhà chôn vùi đối phương. Địa Kremlin tuyên bố chiến thắng của Nga ở Ukraine là vấn đề sinh tử. Quý vị đang theo dõi chương trình Chiến sự Nga-Ukraine trên kênh youtube Báo Điện tử Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự từ chiến trường miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo các lực lượng phòng thủ của họ tiếp tục giữ vững phòng tuyến và đã đẩy lùi 49 cuộc tấn công của Nga trên các mặt trận khác nhau trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, một vụ nổ đã xảy ra gần kho đường sắt ở Melitopol, nơi tập kết thiết bị của Nga. Thông báo nêu rõ, Nga không từ bỏ kế hoạch chiếm đóng Bakhmut, bất chấp những tổn thất đáng kể. Các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Limang, Bakhmut, Abdika và Marinka. Cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở các mặt trận Limang, Bakhmut, Abdika và Marinka phía Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 49 đợt tấn công của Nga đã bị đẩy lùi nhờ sự phối hợp hành động của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine. Trong ngày, các lực lượng Nga đã thực hiện 19 cuộc không kích và triển khai hệ thống rocket phóng loạt tấn công 37 lần, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Đặc biệt ở mặt trận Bakhmut, các lực lượng Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công ác liệt. Lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần Bodanipka và Prechenia, nhưng không thành công ở đó trong khi các khu vực Vasyukivka, Orikovo, Vasilivka, Novomakove, Gigorivka, Bodanivka, Kodomove, Bakhmut, Ivaniske, Bilahora, Novomidrivka, Kudiumivka, Pichine và Zaline ở Donetsk Oblast bị ảnh hưởng bởi hỏa lực của Nga. Cũng trong ngày 14 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra gần kho đường sắt ở Melitopol, nơi tập kết thiết bị của Nga. Thị trường Melitopol, Ivan Fedorov, trên bản tin quốc gia cho biết, một vụ nổ siêu mạnh làm rung chuyển thành phố, thậm chí cả những ngôi làng xung quanh cũng có thể nghe thấy. Vụ nổ này ở gần đường sắt và kho đường sắt, nơi lực lượng Nga đang tập trung thiết bị và đạn dược ở đó. Thị trường Fedorov cũng cho biết, các nhân chứng nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ gần sân bay Melitopol vào khoảng 21 giờ ngày hôm trước. Trong khi đó, cộng tác viên Rogov của hãng thông tấn Prada của Ukraine cũng báo cáo rằng có một vụ nổ ở Melitopol vào buổi sáng ngày 14 tháng 4. Đồng thời, cộng tác viên tuyên bố rằng đó là một bình ga đã phát nổ tại một trong những gara ở số 58, đường Radicespa. Theo Rogov, chủ nhân của ngôi nhà đã bị thương. Trong diễn biến mới nhất về chiến trường Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không đang hỗ trợ cho các lực lượng tấn công của Nga để ngăn chặn việc chuyển quân dự bị của quân đội Ukraine đến thành phố, cũng như khả năng rút lui của họ khỏi Bakhmut. Tuyên bố cho biết thêm, các đơn vị tấn công của tập đoàn linh đánh thuê Wagner đang tiếp tục các hoạt động chiến đấu cường độ cao để đánh bật kẻ thù khỏi các khu trung tâm của Bakhmut. Tuy nhiên trong một tuyên bố, người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin cho biết, còn quá sớm để nói rằng Nga đã bao vây Bakhmut. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chuyển quân đến các giới hạn thành phố. Có những trận chiến đẫm máu nghiêm trọng, vì vậy còn quá sớm để nói về việc bao vây hoàn toàn Bakhmut, ông Prigozhin nói sau 10 tháng diễn ra một trong những trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các binh sĩ Ukraine hiện đang bảo vệ một nửa vòng tròn đổ nát đang thu hẹp lại ở một khu phố phía tây của Bakhmut, chỉ rộng khoảng 20 dãy nhà và liên tục bị pháo kích. Bị đầy vào một góc nhỏ hơn bao giờ hết của thành phố rộng 16 dặm vuông này, quân đội Ukraine quyết tâm thu mình lại và cầm cự. Thậm chí 6 tuần trước, chỗ đứng của Ukraine ở Bakhmut, nơi diễn ra một số cuộc chiến đô thị khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, dường như rất mong manh và thành phố gần như bị bao vây, theo các tài liệu tình báo Mỹ bị dò gì gần đây. Một chuyến thăm vào tuần này tới khu vực kiểm soát bị tàn phá còn lại, cùng với các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ và chỉ huy cho thấy, Ukraine đã mất đất bên trong thành phố, mặc dù một con đường tiếp cận vẫn có thể đi qua, cho phép tiếp tế và sơ tán những người bị thương. Theo đánh giá của Ukraine, việc cầm cự trong những điều kiện khắc nghiệt này là một mệnh lệnh chiến lược nhằm làm xa lầy quân đội Nga, trong khi Ukraine tái vũ trang và huấn luyện lại quân đội của mình trong một cuộc phản công sắp tới. Trung tá Pablo Palisa, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 93, đơn vị Ukraine chấn giữ phần lớn chiến tuyến đô thị trong cuộc giao tranh bên trong Bakhmut. Đó là một trận chiến thực sự khó khăn. Pablo Palisa cho biết, quân đội Ukraine trong và xung quanh thành phố cũng có lúc cạn kiệt đạn dược. Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga đã sử dụng một chiếc xe tăng để lao vào một tòa nhà ở thành phố Bakhmut, nơi lực lượng Ukraine đang chấn thủ. Các binh sĩ Ukraine sau đó âm thầm rút lui rồi cho nổ tung cả tòa nhà, chôn vùi nhóm lính Nga bên trong. Một chỉ huy Ukraine mới đây chia sẻ câu chuyện các binh sĩ của ông cho nổ tung một tòa nhà của họ ở Bakhmut, chôn vùi nhóm lính Nga đã xông vào bên trong. Câu chuyện đã làm nổi bật bản chất khốc liệt của cuộc chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine để giành giật thành phố ở miền đông Ukraine, vốn đã bị chiến tranh tàn phá gần như toàn bộ. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The New York Times về tình hình chiến sự trên mặt trận Bakhmut, đại tá Pablo Palisa, chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới 93 của Ukraine, đã kể lại một số tình huống chiến đấu cực kỳ cam go và nguy hiểm. Ông Palisa cho biết, trong một trường hợp, quân đội Nga đã sử dụng một chiếc xe tăng để bắn phá nhằm xuyên thủng các bức tường của một tòa nhà chung cư do lực lượng của Kiev chấn giữ ở bên trong thành phố Bakhmut. Các lực lượng Ukraine sau đó để cho người Nga tiến vào tòa nhà và cuộc cận chiến diễn ra từ phòng này sang phòng khác, đại tá Palisa mô tả. Các binh sĩ Ukraine sau đó đặt chất nổ xung quanh tòa chung cư rồi nhanh chóng rút ra ngoài an toàn. Sau đó họ cho nổ tung toàn bộ tòa nhà khi nhóm lính Nga vẫn còn ở bên trong. Đại tá Palisa cho biết, những cuộc đọ súng ác liệt ở cự ly gần là chuyện thường xuyên xảy ra ở Bakhmut và thậm chí là diễn ra nhiều lần trong ngày. Các binh sĩ Ukraine khác nói với tờ The New York Times rằng đôi khi họ nhìn thấy mình ở gần lính Nga đến mức có thể nghe thấy đối phương nói chuyện trong các tòa nhà gần đó. Giao tranh đã diễn ra trên khắp các tòa nhà và tầng hầm bỏ hoang ở Bakhmut. Trận chiến giành Bakhmut, một thành phố có dân số trước xung đột là hơn 73.000 người, đã kéo dài hàng tháng và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đây là cuộc chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thậm chí, nó được so sánh với trận chiến Stalingrad trong Thế chiến thứ hai. Cả Ukraine và Nga đều chịu tổn thất nặng nề khi chiến đấu để giành Bakhmut, nơi có giá trị chiến lược hạn chế. Vì lý do này, các đối tác của Ukraine, bao gồm cả Washington, được cho là đã gợi ý rằng Kiev nên chuyển sự chú ý và hòa lực sang nơi khác. Nhưng Kiev vẫn quyết giữ Bakhmut, Ukraine hiện vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt và Nga cho đến nay vẫn chưa thể chiếm được hoàn toàn thành phố. Ước tính cho đến tuần này, quân đội Moscow đã chiếm hơn 76% Bakhmut, viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho hay. Việc phương Tây viện trợ xe tăng cùng các kinh phí khác cho Ukraine có thể được xem là một cột mốc đánh dấu việc các nước phương Tây lại vượt qua một lần danh mới trong việc trợ giúp quân sự cho Ukraine, đồng thời đặt ra nguy cơ khiến xung đột tại Ukraine leo thang không kiểm soát dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Mới đây, người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov đã có những cáo buộc rằng sự tham gia ngày càng tăng của NATO đang kéo ra cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh chiến thắng của Nga là vấn đề sinh tử. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết tại một hội thảo ở Moscow hôm 13 tháng 4 rằng mức độ can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine đã tăng lên, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tích cực của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông Peskov cho biết thêm, đối với chúng tôi đây là vấn đề sinh tử, do đó chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là mọi việc phải theo ý mình. Moscow nhấn mạnh, chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái là để bảo vệ người Nga sống ở các khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh Nga. Theo ông Peskov, trong 6 tháng qua, cuộc chiến đang trở nên cam go hơn, dữ dội hơn. Phát ngôn viên địa Kremlin cáo buộc bên cạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine, NATO còn tung ra các thông tin sai lệch trong cuộc chiến thông tin chống lại Nga về việc Kyiv kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đen nhưng đồng thời cũng muốn biến vùng biển này thành biển của NATO. Trong đó các nước NATO ở gần Biển Đen sẽ đóng vai trò an ninh lớn hơn tại đây, ông Peskov cho biết. Hai điểm này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Theo ông, để các nước NATO kiểm soát Biển Đen đồng nghĩa với hành động quân sự hóa vùng biển này. Ông Peskov tuyên bố biển đen sẽ không bao giờ là biển của NATO, và nhấn mạnh, vùng biển này phải tiếp tục là vùng biển hợp tác và an ninh cho các quốc gia ven biển. Biển đen được bao quanh bởi Bungary, Georgia, Romania, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Trong số các nước này, Bungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania là thành viên NATO. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng, cả Kiev và Moscow đều không đủ binh lính và nguồn cung cấp cho các hoạt động hiệu quả và do đó dự đoán rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài đến năm 2024, với việc cả hai bên chỉ đạt được những lợi ích về lãnh thổ không đáng kể trong năm nay. Tờ The Washington Post đưa tin, người đứng sau vụ dò dì tài liệu quân sự tuyệt mật của Lầu Năm Góc làm việc tại một căn cứ quân sự của Mỹ và đã chia sẻ hàng trăm trang tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc gia trong một nhóm chat trên mạng. Người bị cáo buộc đã làm lộ hàng trăm trang tài liệu mật của Lầu Năm Góc, vạch trần hoạt động gián điệp của Washington đối với ngay cả các đồng minh và tiết lộ viễn cảnh nhiệt ngã về cuộc chiến Ukraine-Nga là một quân nhân, làm việc tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, theo CNN, nhóm chat trên Discord đã biến mất sau khi tin tức về vụ dò gì nổi lên, gây rúng động truyền thông thế giới vào tuần trước. Trong khi đó, người phát ngôn của Discord cho biết, công ty đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra về vụ việc, nhưng từ chối bình luận thêm. Trước đó, Bellingcat, một nhóm điều tra độc lập, là cơ quan đầu tiên báo cáo về mối liên hệ giữa các tài liệu mật bị rò dỉ của Lầu Năm Góc với Discord. Discord có khoảng 150 triệu người dùng hàng tháng, và mức độ phổ biến của nền tảng này đã tăng lên đáng kể trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột khó có thể xảy ra. Cơ quan này đã viết trong bản đánh giá của mình, được đưa vào tài liệu bị rò dỉ. Washington Post và một số tờ báo đã công bố thông tin từ những tài liệu này đồng thời giúp chính phủ truy tìm kẻ tình nghi tiết lộ thông tin. Người đã bị FBI bắt hôm 13 tháng 4, sau khi New York Times công bố danh tính của hắn. Lầu Năm Góc tin rằng trong một cuộc xung đột kéo dài với rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán, chính Ukraine sẽ phải trả giá đắt nhất. Tình trạng bế tắc như vậy sẽ buộc Kiev phải ban hành lệnh huy động toàn bộ số công dân nam giới còn lại của mình, Washington Post đưa tin. Một động thái sẽ kích hoạt sự chỉ trích của công chúng đối với chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tài liệu cũng đưa ra những kịch bản, trong đó Ukraine hoặc giành chiến thắng quyết định buộc Nga phải leo thang hoặc đàm phán, hoặc Nga giành chiến thắng để có thể yêu cầu thay đổi chế độ ở Kiev. Tuy nhiên, kết quả bế tắc được cho là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Các tài liệu khác của Lầu Năm Góc bị dò gì gần đây tiết lộ rằng, tính đến tháng 2, Mỹ tin rằng cho đến nay, Ukraine đã phải chịu tới 131.000 thương vong trong cuộc xung đột, trong đó có tới 17.500 người thiệt mạng rất khó để xác định số lượng thương vong thực sự vì cả Nga và Ukraine hiếm khi công bố thiệt hại của mình. Các quan chức ở Kiev được cho là đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ về vụ dò dỉ, trong đó cũng bao gồm thông tin cho thấy Ukraine không được trang bị đầy đủ để tiến hành cuộc phản công mùa xuân. Thưa quý vị, có rất nhiều điều để nói về hơn một năm xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, hay nhìn rộng ra là châu Âu và thế giới, đã và đang trao đảo về cuộc xung đột này. Sau một năm chiến sự diễn ra dai dẳng, xung đột ngày càng cho thấy nó không chỉ là một cuộc giằng co giữa nga và ukraine mà là một cuộc đối đầu quyết liệt giữa nga và phương tây. Không chỉ là những tình hình nóng trên chiến trường mà còn là một cuộc chiến về chính trị và kinh tế. Diễn biến của trận chiến này sẽ thế nào? Hãy cùng theo dõi chuyên mục chiến sự nga ukraine trên kênh youtube báo điện tử dân Việt để cùng cập nhật những tin tức bình luận mới nhất về sự kiện này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.